Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về ở đây được một chiếc Hublot, và đây là một chiếc thuộc dòng Spirit of Big Bang, một dòng mà có cái dáng Tonneau cũng rất là thành công của Hublot. Thì chiếc này của mình là một chiếc qua sử dụng, nó có cái bộ thân hoàn toàn được làm bằng titan và sợi dây cao su đi kèm. Thì mình sẽ cùng mở hộp ra và show cho anh em. Chiếc này của mình thì có bóc và có thẻ đi kèm. Đây, chúng ta sẽ có bóc trong và ở dưới này thì chúng ta sẽ có thẻ. Nó sẽ có cái mã là 647NX1137RX đây, và serial number các bạn có thể thấy ở đây đó. Và chiếc này thì sẽ có date là mùng 8 tháng 9 năm 2018, được mua tại Lotte Duty Free Shop đó. Và mình sẽ trên tay cho anh em xem. Chiếc Hublot Spirit of Big Bang Moonface này thì có giá hãng khá là cao, vào khoảng 18.800 USD các bạn nhé. Nếu nhân với tỷ giá ngày hôm nay là 24.3 thì nó sẽ lên đến khoảng tầm 400 bao nhiêu triệu đấy. Đó, thì các bạn có thể nhân lên là các bạn thấy chiếc này thì qua sử dụng còn tình trạng rất là đẹp, và bên mình sẽ để lại cho anh em với mức giá cực kỳ hợp lý và rẻ hơn khoảng 200 triệu so với các bạn mua mới. Chiếc này thì bên mình đang muốn bán với mức giá là 275 triệu. Thì chiếc Hublot Spirit of Big Bang này của mình có size là size 42mm. Các bạn có thể thấy ở đây thì nó là có cái dáng thùng, hay chúng ta còn gọi là dáng Tonneau. Thì dáng này thì nó sẽ có một cái đặc điểm là rất là dễ để đeo, và đeo nó rất là ôm tay, bởi vì cái phần thân như các bạn thấy ở đây nó sẽ ôm cong cho cái cổ tay của bạn, và cái phần lắc của nó thì hoàn toàn cụt, cho nên là chiếc này thì tay các bạn nhỏ nhỏ một chút cũng đeo được. Như chiếc này size tương đương với size 42mm tròn thì mình sẽ recommend anh em tay khoảng 16.5 trở lên thì chúng ta đeo là đẹp các bạn nhé. Đó, thì khi đeo vào thì các bạn có thể thấy là cái dáng Tonneau này thì nó sẽ cho chúng ta liên tưởng đến một cái dòng đồng hồ rất là cao cấp, đó là Richard Mille. Thì chiếc này thì như các bạn thấy ở đây thì mà đeo vào rất là dễ đeo. Đó. Chiếc Hublot Spirit of Big Bang này được cấu thành bởi khá là nhiều những cái chất liệu. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy thẳng luôn, đó là chất liệu kính sapphire. Thì kính trước và kính sau của chiếc đồng hồ này là kính sapphire. Toàn bộ phần thân hai bên này các bạn thấy ở đây là titanium, những con ốc này cũng là titanium. Phần thân hai bên này được làm bằng composite, và như các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có hai cái phần composite lòi ra để bảo vệ cái crown của chúng ta. Trên cái crown này của chúng ta thì sẽ có những chi tiết bằng cao su rubber, và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái núm là screw down. Núm này thì cũng được làm bằng titan các bạn nhé. Mặt số của chiếc này thì khá là đẹp và nó có đầy đủ những cái tính năng ăn chơi. Đầu tiên thì phải kể đến đó là chúng ta sẽ thấy ngay một cái sắp đều moonface ở góc 6 giờ. Đây là lịch tuần trăng. Như các bạn thấy, chúng ta có thể nhìn thấy luôn là lịch tuần trăng này có hai chu kỳ ở đây. Đó. Và nó sẽ có một cái kính đen mờ ở phía ngoài đó để che, và ở phía trên này thì nó sẽ hở ra một nửa cái chu kỳ và có cái nền màu xanh khá là đẹp. Ở góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có kim dây nhỏ small second, còn ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có logo là Hublot. Phía trên này thì chúng ta sẽ có một ô lịch Big Date, và Hublot là show hết toàn bộ cái phần máy ở phía dưới, bởi như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ cái ô lịch hai ô ở đây đó. Nó sẽ có ô lịch trong, ô lịch ngoài. Chiếc này thì có cái thiết kế rất là mạnh mẽ, thể thao và lấy cảm hứng từ những siêu xe, cho nên các bạn có thể thấy là các cái chi tiết cơ khí cấu thành nên bộ máy thì được làm rất là đẹp. Ở phía đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay cái phần củ văng của nó và các cái chi tiết máy khác. Thì bộ máy sử dụng trên chiếc Hublot này là bộ máy HUB1770. Đây là bộ máy được Hublot đặt hàng của Zenith, và nó bay trên cái dòng máy là Zenith 691. Cho nên nó sẽ có thông số tương đương với dòng máy của Zenith 691. Nó chỉ khác những cái thiết kế thôi. Thì bộ máy này có tổng cộng là 27 chân kính, có 28.800 vibration power, và các bạn sẽ có là 50 giờ tick-off. Cái phần đáy sau này của chúng ta thì cũng sử dụng một cái kính sapphire. Đó. Và các bạn có thể thấy ngay những cái chi tiết khác ở đây. Sợi dây đi kèm của chúng ta là sợi dây cao su, và nó sẽ có cái thiết kế là sọc dọc như các bạn thấy này, và nó sẽ đi kèm với một cái khóa gập của Hublot. Khóa gập này thì được kết hợp giữa chất liệu titanium và chất liệu thép không gỉ.
Các bạn có thể thấy phần dưới này của chúng ta là thép không gỉ. Thì như một chiếc này thì bên mình đang muốn bán với mức giá là 275 triệu, đi kèm với chế độ là bảo hành 2 năm, bảo hành 5 năm cho anh em, bảo hành bảo dưỡng 5 năm. Thì nếu anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Haplo Spirit of Big Bang Moonface này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.